Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán win nhá. Cuối cùng em đã dọn lên một siêu phẩm anh em nhá, cho anh em xem từng chi tiết này. Đấy, này, tay lái này đẹp chưa? Tiền này, tay lái gọi là tiền anh em nhá. Tay côn này, anh em nhìn tay côn này. Đấy, cái đồng hồ này, anh em nhìn cái đồng hồ này. Đồng hồ xịn nhá anh em nhá. Em quay video nhanh một phút cho em hoàn thiện quay sau. Vì em đi dán đi lông và dán tem này. Cái tem này là do khách yêu cầu, khách thích tem này thì dán tem này. Đấy, rè này anh em này. Đấy, sinh nhan này, rè trước này, quay nhanh này. Đấy, vành bánh thụt máy hư này, ốc này. Đấy, em dọn phun mới luôn anh em nhá. Phun mới, đồ zin là 95% anh em ạ. Đấy, đang lên tem này, lốc côn này. Đấy, đầu ngò hơi anh em nhìn này, từ con ốc này. Đấy, từ con màu cờ này. Đấy, em đang rút hồ sơ nhá anh em nhá. Rồi em lên tem rồi. Tất cả anh em mua xe dọn xe Galo cho mình nhắn tin nhá. Đấy, em đang lên tem này. Đấy, cái xe win nó đẹp nhất là cái tem. Đấy, còn bác trai này thì bác ấy thích cái tem này, còn anh em nào thích tem nào em vào tem đấy, nó không liên quan đến nhau. Đấy, mỗi người một quan điểm, mỗi người một sở trường. Đấy, tem đẹp không anh em? Tem này là 11 anh em nhá, tem 11 luôn. Anh em về anh em so với tem zin không khác với nhau luôn. Đấy, xong này thêm một lớp vi lông nữa thì chấm hết cố tình luôn. Anh em chờ nhá, anh em đang lên hình đây rồi. Em quay tặng cái video cũng thôi. Này, xin nhan KGD mới tinh này anh em này. Đấy, KGD mới tinh này. Đấy, KGD mới tinh này. Bô không chữ này. Đấy, vành sau này anh em này. Đấy, trơn tru luôn nhá. Đấy, đây em dán nút tem này xong này em quay tiếp cho anh em. Em sẽ quay cho anh em xem nguyên bản trọn vẹn khi lên hình nhá. Đấy, anh em có nhu cầu mua xe dọn xe thì cứ alo cho em, đừng nhắn tin qua số 0358.444.888. anh em thích thiết kế tem, thích tem này em có tem đấy nhá, tất cả các mẫu tem này em in ra đấy. Đấy, từ chân tơ cái tóc anh em nhìn sướng mắt không, ốc zin luôn nhá anh em nhá. Đấy, zin hết này, bên trong khung này, xoay gương được luôn này. Đặc biệt anh em nhìn quả đầu bò này. Đấy, bên trong này. Đấy, quay sát chi tiết cho anh em từ cái chân khung này anh em nhìn này. Đấy, tem cũng là nguyên tem này. Đấy, trước này nhá, từ trước zin hết này. Đấy, yên này, zin luôn anh em này. Ok nhá, tất cả anh em mua xe dọn xe một lần nữa alo cho em tư vấn, đừng nhắn tin. Em chào tất cả anh em nhé, em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên phục dựng Win 100, huyền thoại Honda Win 100. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mua Win mà đang theo dõi em mà đủ tin tưởng thì mua, chưa đủ tin tưởng cứ theo dõi em thêm nhá. Đấy, bây giờ tán đi lông lên nữa là xong anh em nhá. Chào tất cả anh em.